một buổi tối fine dining với chef menu độc đáo tại nhà hàng có tên trong danh sách Michelin Guide Việt Nam, The Monkey Gallery Dining, một cái tên quá đỗi quen thuộc với các thực khách sành ăn. Nằm tại vị trí đắc địa ngay trung tâm quận 1, không gian tại nhà hàng được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng lại rất thu hút. Menu signature của nhà hàng sẽ có mức giá là 1.292.000 cộng cho một khách. Mức giá này sẽ bao gồm 4 món và không bao gồm nước đi kèm. Một điểm mà Lưu thấy thú vị cho chef menu này là mỗi thực khách sẽ được chọn 4 trên 16 món ăn, nên mỗi thực khách đến đây đều sẽ có những trải nghiệm rất riêng biệt. Buổi tối hôm nay thì Lưu và anh bạn thân cũng lựa chọn cho mình hai set menu khác nhau. Đối với món đầu tiên, Shoddy Hokkaido kết hợp với quả mọng và nước mắm. Với Lưu thì đây là một món ăn có sự kết hợp khá mạo hiểm giữa các nguyên liệu như là nước mắm, quả mâm xôi, dâu, trái tầm bớp. Hầu như các nguyên liệu trên đều có hương vị rất mạnh và đặc trưng, nhưng đầu bếp đã khiến cho Lưu khá bất ngờ bởi mùi hương được xử lý rất tốt. Còn với món cá bớp kết hợp với tí tô và chanh thái, phần cá bớp sashimi cảm nhận được độ ngọt từ thịt, hậu vị hơi cay và thơm nồng của chanh thái kết hợp cùng với lại tí tô, củ cải và những tép bưởi giòn ngọt tạo nên hậu vị chua nhẹ, thanh mát và thơm nồng ớt xiêm xanh nghe phần xoang mũi. Với món thứ hai trong set menu thì Lưu đã chọn mực ống Quảng Bình kết hợp với men gạo và tỏi đen. Với texture giòn sực, hương vị có độ ngọt, độ béo từ sốt, phần tỏi đen được puree có hương thơm thoang thoảng, không bị lấn át đi nguyên liệu chính. Sự có mặt của cải kheo cho món này để giúp cho món ăn tăng thêm khí vị. Còn đối với món mông cù kết hợp với ớt hiểm đỏ và sả, đây là món ăn khiến cho Lưu rất ấn tượng. Phần thịt cù tartar có độ mềm, hương vị được xử lý tốt, kết hợp với là sốt spicy mayo làm từ ớt hiểm đỏ, hậu vị cay thấm đọng lại rất sâu. Ăn kèm với bánh gạo được nhà hàng làm thủ công, một sự kết hợp phải nói là over hợp bánh gạo để giúp cân bằng lại tất cả các nguyên liệu trên. Đối với món men chính thì Lưu đã chọn tôm hùm bông kết hợp với lại nhum biển và bí ngòi. Ấn tượng đầu tiên là khi ăn phần sốt là sự hòa quyện giữa vị ngọt tự nhiên của nhum và vị thơm đặc trưng của nấm truffle. Kết cấu tôm hùm có độ tươi, độ săn và vẫn giữ được hương vị ngọt tự nhiên. Ăn kèm với bí ngòi hấp, một món ăn cho Lưu rất nhiều tầng vị, vị tươi của hải sản, vị mặn nhẹ từ sốt, vị khói từ trứng cá hồi và một ít vị béo từ truffle mayo. Món men khiến cho Lưu ấn tượng không kém đó chính là vịt Long An kết hợp với lại dứa và cà phê. Vịt được dry age trong 14 ngày. Với phương pháp này sẽ giúp cho thịt vịt được thơm ngon hơn. Đầu bếp đã kiểm soát được độ lửa khá tốt, phần nhìn có màu sắc rất đẹp, lớp da vẫn giữ được độ giòn. Phần thịt vịt mềm và có mùi thơm đặc trưng, hòa quyện cùng với lại sốt cà phê và phô mai parmesan. Một món ăn có hương vị rất độc đáo. Kết thúc bữa ăn bằng hai món tráng miệng là tiramisu tách rời và creme brulee kết hợp với sầu riêng và dừa. The Monkey Gallery thì trước giờ luôn nổi tiếng với các món dessert vô cùng sáng tạo và hấp dẫn. Chính vì thế mà đối với hai món này thì cũng không có gì để bàn cãi. Đúng như tên gọi thì tại đây, đầu bếp như được hóa thân thành nghệ sĩ, tạo ra các bức tranh ẩm thực cực kỳ độc đáo và sáng tạo. Không chỉ chú trọng vào hương vị của các món ăn, mà còn có thể nhìn thấy được sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ và cách bày trí. Và đây là nhà hàng The Monkey Gallery Dining. Địa chỉ Lưu sẽ để tại đây để các bạn dễ dàng xem. Cảm ơn mọi người đã xem video.